Hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm khi mà đi đường mưa bão nha. Hôm rồi mình có đi từ quận 2 về lại shop á, thì mình gặp một trận mưa rất là lớn, siêu lớn luôn các bạn. Mình chia sẻ luôn nha. Cái điều đầu tiên đó là các bạn thà là không mặc mưa nha. Các bạn mặc mưa, các bạn có thể xem cái áo mưa nè, nó cũng quật như vậy thì đi rất là nguy hiểm. Nó bị lật tay lái người đằng trước. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với những cái đường mà đường ngập nha, các bạn phải giữ ga luôn. Các bạn không được hạ ga. Các bạn có thể bóp con nẹt ga, đối với xe tay ga thì bóp thẳng lên ga, đối với xe số thì giữ số và lên ga, luôn luôn phải lên ga nha. Rồi sau khi mà qua được những cái đường đó thì các bạn hãy núp gió xuống. Thì một hồi mình có nhắc về vấn đề núp gió này, các bạn hãy để ý là lúc mà mình đi này, mình phải núp gió xuống, núp hết người, sát người luôn. Và thật sự là mưa rất là lớn các bạn có thể xem. Mưa thật là dã man, các bạn có thể nhìn camera nó không có thấy gì để đi luôn á. Thật sự mình đi đợt này đau rát cả da luôn mà. Sấm chớp rồi leo mẹ hết. Rất là nhiều người họ đang đi, họ tấp vô lề, họ dừng. Nhưng mà mình có chuyện gấp cho nên mình không phải chạy về nhà. Thì mình bất chấp luôn. Đang chạy thì mình chợt nhớ là mình có đeo một cái thiết bị điện tử ở trên người. Hai cái lận, một cái là tai nghe Bluetooth và một cái là cây bắp của mình. Thì mình cần phải tấp vô lề. Các bạn thấy không? Quá nhiều người dừng luôn. Thì thường mình chạy đường mưa bão là mình bật full đèn lên để đảm bảo an toàn cho cả người đi trước và người đi sau mình. Lúc này thì mình kiểm tra thiết bị điện tử. Mình có cái bao da nên nó cũng an toàn. Bao da thì bao da chống nước. Đây là cây vape mà mình hay hút với các bạn. Nó gọi là Box System Red nha. Bên shop cũng có bán, các bạn có nhu cầu thì cứ thể liên hệ qua xem shop nha. Chứ trên video này thì mình không có bán hàng, mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Nhìn ở đây thì các bạn thấy mưa cũng không lớn lắm, nhưng mà thật sự là mưa rất là lớn. Thì sau khi mình xác định được đồ không vấn đề gì nữa là mình chạy. Sẵn các bạn để ý thì mình có bật hazard nha, bật hazard liên tiếp luôn. Thì mình đang cần đi nhanh á. Rồi, bảo tiếp thôi các bạn. Như các bạn thấy là cái đầu của mình không lắc qua lắc lại nha. Mình nhìn trực tiếp ở đằng trước và bật full đèn lên để đảm bảo được rằng là tầm nhìn mình sẽ không bị khuất. Đây là lúc mình đang đi nhanh á, chứ không có tua video nha. Nè, đây nè, đây là tình huống mà cầm ống mưa, các bạn thấy nó quẹt không? Quẹt như vậy. Thì người đằng trước á, họ, cái tay lái họ lắc ghê lắm. Các bạn hãy ép cái ống mưa càng sát càng tốt, bước một chút nhưng mà đảm bảo được cái tay lái của người trước an toàn là ok. Cả người trước luôn nha. Thì dù mưa là bao nhiêu, mưa lớn cỡ nào thì các bạn luôn phải tuân thủ luật giao thông, phải dừng đèn đỏ. Tại vì mưa mà các bạn vượt đèn đỏ nó sẽ bị cái tình trạng đó là những người khác họ đi nhanh á. Cái lúc này các bạn nhìn xem, là nhìn đằng trước đi, mưa rất là lớn thì các bạn vượt đèn đỏ thì người trái phải của bạn á sẽ không có thấy được các bạn chạy lên, họ sẽ đụng bạn bất cứ lúc nào. Và đó là một vụ tai nạn rất là thảm khốc nếu các bạn vượt đèn đỏ ở thời tiết mưa bão. Hãy cố gắng nhịn 10 giây 20 giây nha. À, như tình huống này mình xém đồ bông kia luôn, nhưng mà mình có tập trung chạy xe, mình lách kịp. Đó, mình lách qua ông này luôn. Đó, thì các bạn thẳng đứng lên. Những cái đường mà mưa mà có những cơn nước lớn nè, các bạn thẳng người lên, thẳng người lên luôn nha, và không được buông ga. À, buông ga là sẽ tắt máy, sẽ bị thiệt kích đó. Và cứ thế mà chạy thôi, các bạn thấy không? Mưa, những cái bụng nước, cái bụng nước nó tạt vô trong mặt rất là mệt, đi rất là nguy hiểm. Trong cái lúc mà mưa thì các bạn sẽ gặp những cái rác rến đồ này nọ, các bạn hãy để ý thật kỹ, quan sát thật xa, đủ an toàn thì các bạn mới được phép chạy nhanh nha. Như các bạn thấy mình tập trung mình chạy, mình ép người xuống. À, tình huống này là có một chiếc xe nè, nó dính một cái thùng rác, thùng mút. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mà đi đường mưa cho nó chi tiết hơn nha. Lúc này thì mình về nhà rồi. Về nhà thì cũng yêu đời lắm các bạn. Tắt chìa khóa, đợt này mình bị mất chìa khóa nè các bạn. Mất cái chìa khóa FZ á, nên mình câu dây mình chạy luôn. Rồi, giờ cái điều đầu tiên là mình xả những thiết bị điện tử ra để đảm bảo được cái những cái nguồn pin hay là hư hỏng gì đó nó không bị chập nước. Mình xả nước ra. Mình xả đồ ra trước. Các bạn thấy tay mình cầm điện thoại không? Mình điện thoại Sony mà, trong nước mà. Mình đang nghe nhạc, các bạn thông cảm nha. Mình thấy không? Mình có một cái tai phone Bluetooth. Ok, giờ mời các bạn xem video mình chia sẻ về kinh nghiệm khi mà đi mưa bão nha. Hello các bạn. Video này là một video chia sẻ kinh nghiệm nha. Mình xin nói trước là mình không nói đạo lý, không về đời. Đây là chia sẻ kinh nghiệm mấy thanh niên thành phần trẻ trâu né mình ra đi chứ để mình lóc á. Mình tốn thời gian mình lóc mất công đó. Như hồi nãy chạy xe là mình đã ok rồi, mình đã nói rồi. Đối có những trường hợp các bạn thật sự rất là gấp, các bạn không thể trú mưa hoặc vì lý do đó bạn không trú mưa được, để các bạn đi các bạn trú mưa rồi hết mưa rồi các bạn về. Bây giờ mình sẽ chia sẻ những trường hợp các bạn không nên dừng, không nên trú mưa. Trường hợp thứ nhất, nó có khả năng trở thành một cơn bão.
mà từ từ cái chỗ các bạn, nơi các bạn đứng đến cái điểm các bạn đến nó cũng không quá xa, thì các bạn hãy chạy tới luôn, chạy về nhà đi. Về nhà là an toàn nhất. Biết đâu là trong khi các bạn trú mưa ở vị trí này, rồi trên khoảng đường các bạn về nhà nó có một cái trận sập cầu lỡ đất hay là một cái vụ tai nạn khủng khiếp, dẫn đến việc là các bạn phải ở ngoài đường. À, mình đang nói là các bạn ở tỉnh nha, chứ mình không nói các bạn ở Sài Gòn không được thì các bạn ở nhà nghỉ ha. Đó là trường hợp các bạn nên đi về. À, cái trường hợp thứ hai là đường sẽ ngập. Nếu các bạn ở Sài Gòn, đường mưa mà càng lớn, mưa lớn kéo dài, đường sẽ ngập. Đường ngập thì các bạn đi hư xe, thủy kích, dẫn đến việc các bạn tốn rất là nhiều tiền cho cái bệnh thủy kích của một chiếc xe. Ở cái việc mà đi làm sao mà để mưa nó không có bị dẫn đến việc tắt máy thì mình đã chia sẻ rồi. Đó là về vấn đề an toàn nha. Và vấn đề tiếp theo nha, trong cái cơn mưa nó sẽ rất là lạnh, mà các bạn dầm ở ngoài mưa nó sẽ không lạnh. Các bạn dừng lại, mình đã bị một vài vụ trong cái chuyến, những cái chuyến đi chơi của mình Tài Năng Phan Dũng, dầm mưa. Chắc đợt tụi mình đi tiền trạm ở Tài Năng Phan Dũng, mình, Tuấn Anh với lại thêm phải là 4 người, tụi mình dầm mưa đi á, thì mình cứ co ro các bạn. Khi mà dừng lại nghỉ mình co ro, thì đó mình lạnh cực kỳ lạnh luôn. Sau đó về nhà thì cái lúc mà trên đường về thì mình di chuyển cái người nó ấm. Vậy thì khi các bạn dừng trú mưa ở bất kỳ đâu mà thời tiết thay đổi nó dừng đến việc lạnh, thì các bạn hãy chú ý giữ ấm cơ thể. Lúc nào cơ thể các bạn phải vận động hết, chạy rồi chạy tại chỗ rồi xoa tay, rồi nói chung là làm cho máu lưu thông nhanh để các bạn không bị mất nhiệt. Nè, đối với những chuyến đi phượt đi xa mà các bạn đang đi gặp trận mưa lớn mà ở tỉnh mà ban đêm, thì các bạn phải biết rằng cây xăng sẽ không mở cửa cho các bạn đổ, những quán ăn không có mở cửa cho các bạn ăn, nhà nghỉ thì sẽ có, nhưng biết đâu các bạn đang ở trên đèo. Vậy thì những cái tình huống khẩn cấp như vậy các bạn cảm thấy vượt qua được, ngưỡng xăng đó vượt qua được thì hãy vượt qua. Còn nếu đối với trường hợp mà các bạn cần phải chờ đợi một cái gì đó thì ở trong thời tiết lạnh các bạn phải vận động liên tục ha, giống như hồi nãy của mình. Đó là chia sẻ của mình vừa mưa vừa rồi. Và quên nữa, hồi nãy không biết camera có quay được cho các bạn thấy không, là lúc mình chạy xe á, mình đã cố gắng ép hết người mình xuống như vậy, chứ mình không chạy được như vậy. Các bạn lưu ý nha, không phải là trẻ trâu mà các bạn núp gió, các bạn ép xuống vậy nha. Hai cái tay của các bạn là phải ụp vô. Bạn thu gom người lại hết sức có thể để làm hai việc. Thứ nhất là mưa nó đã đập vô trong người, bạn bị lạng tay lái. Cái thứ hai là để tránh những cái vật lạ. Mình có quen một ông anh, ổng đội nón 1/2, không có kiến giống như mình á. Thì ổng đang đi bình thường vậy nè, ổng đang đi khoảng 60-70, đi ngoài quốc lộ thì có nguyên cái cục đá, nguyên cục đá lớn á, quốc bụp vô trong mặt, lũ nguyên lỗ luôn. Bể cái xương này nè, cái xương này xương gì, xương má hay xương gì đó. Và đối với những trận mưa lớn thì cái chuyện đó nó sẽ thường xuyên xảy ra. Cây từ trên rớt xuống hay là người ta chạy nhanh rồi nước nó bắn. Mình đi trong làn xe máy, anh em thấy cái cách mà tài xế bốn bánh, tài xế ngồi trên xe hộp, xe tải, họ đối xử với những người đi xe máy như vậy đó. Họ chạy bất chấp, họ không quan tâm. Họ không quan tâm là mình có bị tạt nước hay không, hay là có bị động nước hay không. Hay là gió thì sẽ mang nó cuốn theo một vài cái gì đó, bụi cát đất hoặc là đơn giản là những giọt mưa rất là nặng hạt, nó sẽ đập vào người các bạn. Thì hãy cố gắng làm sao thu gọn người hết mức vô cái xe để giảm tối đa cái rủi ro là có vật lạ tiếp xúc với người của các bạn. Và lời khuyên của mình vẫn là nên mua một cái nón 3/4. Chắc sắp tới mình sẽ chọn một thương hiệu giá rẻ về nón 3/4 để bán cho các bạn, để nói chung là khi mà điều kiện các bạn ổn hơn rồi, bạn có thể sắm thêm cái này kia cho những cái chuyến đi ngắn, cả những chuyến đi xa của bạn ha. Rồi, đó là những cái kinh nghiệm của mình. Còn sau khi các bạn dừng, có những trường hợp nha, các bạn trekking nhẹ hoặc là leo núi nặng hoặc là upright hoặc là đi xe mà trong mưa bão, thì sẽ đến một lúc nào đó các bạn sẽ dừng lại để các bạn sưởi ấm. Vậy thì khi các bạn sưởi ấm á, các bạn hãy lưu ý giúp mình là nếu như có nước sạch để tắm thì tắm cái, để tránh nước mưa thấm vô người. Nước mưa mà thấm vô người sẽ ngày mai là nó hành bạn nằm trên mẹp luôn. Nếu như trong nhà có máy sấy thì sấy hết cơ thể luôn các bạn. Làm sao để cơ thể các bạn nó giữ ấm tối đa, tóc tai nè, chứ đừng có vội là người mới khô á, có chút xíu nước trong người, nước mưa á, các bạn chui vô lều, các bạn quấn vô cái túi ngủ hoặc là quấn vô cái mền, các bạn chùm kín mít, ngày mai vậy các bạn nằm luôn, rất là dễ bị
thành sốt. Mà sốt thì bạn biết rồi, nên tránh tối đa ha. Rồi đó là kinh nghiệm của mình chia sẻ về những cái trận mưa lớn, những cái bão như vậy. Các bạn có thể dựa trên kinh nghiệm này các bạn áp dụng thực tế ha. Có bất kỳ thắc mắc gì các bạn cứ bình luận bên dưới mình sẽ đáp. Bye bye.